Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan. Xin kính chào tất cả quý bác sĩ đồng nghiệp. Hôm nay chúng tôi rất là được hân hạnh được tham gia trong một phần Satellite Symposium của một hội nghị rất là lớn về hô hấp ở toàn Việt Nam. Thì như các anh chị cũng biết rằng là viêm phổi là một bệnh lý rất là thường gặp, và thông qua những sáng nay chúng tôi đi những phòng mà nói về những vấn đề về đề kháng, kháng sinh, thì rõ ràng là như cô Lan có nói hồi nãy là trách nhiệm của bác sĩ chúng ta rất là lớn trong vấn đề làm sao mà chọn lựa một loại thuốc như thế nào để tối ưu vấn đề điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân vừa khỏi bệnh, giá thành điều trị thấp mà không có vấn đề mà đề kháng trong cộng đồng. Thì các anh chị cũng biết rằng là phế cầu là một tác nhân gây bệnh. Cho tới hiện nay thì ở tại Việt Nam, vào hội nghị hô hấp của thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 vừa rồi, thì các nhà lâm sàng vẫn đồng thuận là phế cầu vẫn là một tác nhân rất là thường gặp, chiếm trên 30% những trường hợp mà bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng. Và việc điều trị con phế cầu này trên thực tế có khó khăn hay không, thì qua phần này chúng tôi xin chia sẻ với các anh chị trong việc điều trị của phế cầu. Thì nội dung trình bày của chúng tôi gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, chúng tôi muốn khái quát về tại sao phế cầu hiện nay vẫn còn là tác nhân phổ biến trong viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng. Thứ hai là những dạng phế cầu kháng thuốc thì chúng ta phải nhận biết như thế nào, và vấn đề điều trị phế cầu nhạy cảm cũng như kháng thuốc hiện nay đối với những hướng dẫn điều trị ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới, người ta đã đề nghị như thế nào. Thì các anh chị cũng biết rằng là hệ hô hấp của chúng ta trên thực tế là một hệ thông thương với bên ngoài. Một giọt mà nước bọt của chúng ta mà bắn ra đó thì trung bình sẽ có trên 100.000 con vi khuẩn, và trong đó thì trên 60% sẽ là những nhóm vi khuẩn thuộc liên cầu Streptococcus. Thì Streptococcus pneumoniae người ta nhận thấy rằng là có thể tìm thấy ở trên đường hô hấp của người bình thường, và con này ở điều kiện bình thường thì nó không có gây bệnh. Trong những điều kiện ví dụ như là chúng ta bị nhiễm siêu vi, hoặc là hút thuốc lá, hoặc là bị những hít phải những khí độc chẳng hạn, thì niêm mạc đường hô hấp của chúng ta sẽ bị tổn thương, và khi tổn thương như vậy thì nó sẽ phá hủy hàng rào bảo vệ đầu tiên, và khi phá hủy như vậy thì con vi khuẩn nhiều nhất ở trong hệ hô hấp của chúng ta hiện tại chính là con Streptococcus pneumoniae. Chính vì thế để giải thích cho các anh chị thấy lý do tại sao đối với những nước như chúng ta, vấn đề chích ngừa đối với phế cầu hoặc là những vấn đề ô nhiễm môi trường còn cao, thì tỷ lệ nhiễm con này cũng còn rất là cao. Thì con phế cầu này sau khi xâm lấn vào hệ hô hấp thì sẽ đến thẳng, thường là nó sẽ đến thẳng phế nang, và nó sẽ tạo một viêm phổi mà rất là thường gặp trong các bài giảng kinh điển, đó là viêm phổi thùy. Sau khi mà đến phế nang thì hàng rào thứ hai có thể bảo vệ được cơ thể chính là hệ thống đại thực bào ở tại phế nang, và hệ thống đại thực bào này sẽ ngăn cản sự xâm nhập tiếp theo của phế cầu. Nếu hệ thống này bị phá hủy thì phế cầu có thể đi vào trong máu, gây ra nhiễm trùng huyết và gây ra những bệnh lý phế cầu xâm lấn, ví dụ như là viêm màng não, hoặc là những trường hợp nặng nề hơn là nhiễm trùng huyết. Thì ở thời đại mà chưa có kháng sinh thì các anh chị biết là Sir William Osler, đây là một nhà bác sĩ người Canada, thì ông này sống vào cuối thế kỷ thứ 18 và là một trong những người mà đầu tiên đã có những bước căn bản để cho tạo thành nền y học hiện tại của chúng ta. Thì ông ta nói rằng là phế cầu là một tác nhân chủ đạo gây chết trong ở người lớn ở thời đại mà ông ta đang sống. Và hiện nay thì như thế nào? Thì ở trên lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là trong những kết quả mà chúng ta tìm hiểu về vấn đề mà tác nhân gây bệnh thì thông thường chúng ta thường không thấy phế cầu nó xuất hiện. Vì thế nên vô hình chung chúng ta nghĩ rằng là tỷ lệ phế cầu có lẽ là nó hơi thấp. Nhưng trên thực tế thì các anh chị cũng nên biết rằng là phế cầu hoặc những cái tác nhân gây bệnh thường gặp ở trong viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng như là Haemophilus. Đây là những tác nhân rất là dễ chết trong những cái môi trường nuôi cấy của chúng ta hiện tại ở tại Việt Nam. Bởi vì trong cái môi trường nuôi cấy chúng ta thiếu một cái chất là cái CO để nuôi cấy, thành thử ra là phế cầu rất là dễ chết. Ngoài ra thì các anh chị biết rằng là vấn đề sử dụng kháng sinh của chúng ta thì rất là phổ biến. Các anh chị có thể đi mua kháng sinh ở ngoài một cái tiệm thuốc tây rất là dễ dàng. Và thường bệnh nhân đến với chúng ta thường là đã sử dụng kháng sinh trước đó. Thì chỉ cần sử dụng một liều kháng sinh trước đó thì cái vấn đề lấy cái dịch tiết của vi khuẩn để ra làm xét nghiệm mà tìm phế cầu hoặc là những tác nhân thông thường như là Haemophilus nó đã có thể trở thành âm tính. Ngược lại, những cái tác nhân khác, ví dụ như những con vi khuẩn gram âm thì nó dễ dàng nó sẽ hiện ra hơn trong những cái mẫu cấy đó. Vì vậy nên và những cái tác nhân đó thì nó lại thường gặp ở trong cái đường tiêu hóa, và khi chúng ta khạc đàm mà vô tình lẫn với lại những cái dịch tiết của đường tiêu hóa thì chúng ta lại sai lệch cái kết quả. Như vậy thì vấn đề nuôi cấy bệnh phẩm và vấn đề phân lập tác nhân của chúng ta hiện tại vẫn có những cái điểm khiếm khuyết. Như vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được tác nhân gây bệnh thật sự trong viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng? Thì người ta đưa ra 3 cái nguyên tắc chính. Một là chúng ta phải dựa vào các cái nghiên cứu về dịch tễ học và vi sinh ở tại cái nơi chúng ta đang sống. Cái thứ hai là chúng ta phải dựa vào cái đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân. Thực sự ra thì giữa các cái loại viêm phổi với nhau thì cái đặc điểm lâm sàng nếu chúng ta khảo sát kỹ vẫn có những cái điểm khác biệt. Chúng ta phải dựa vào cái mức độ nặng của viêm phổi. Người ta thường hay nói là chúng ta phải phân tầng bệnh nhân ngay từ đầu khi gặp bệnh nhân viêm phổi. Và cái cuối cùng là có một số những cái xét nghiệm có thể hỗ trợ chúng ta để bổ sung cho vấn đề khảo sát những cái tác nhân này. Ví dụ như những xét nghiệm như hiện nay người ta hay nói là những cái phương pháp như là real-time PCR hoặc là tìm những cái kháng nguyên. Ví dụ như đối với phế cầu thì người ta khuyên là chúng ta có thể tìm kháng nguyên của phế cầu trong nước tiểu, thì cái tỷ lệ độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao. Trong khi đó ở trong đàm thì lại không phát hiện được. Và đây là những cái mô hình, những cái dịch tễ học của những cái nước lân cận ở Việt Nam mà người ta làm rất là kỹ. Tức là người ta sẽ vừa nuôi cấy đàm, người ta vừa làm những cái xét nghiệm về kháng nguyên, thì người ta nhận thấy là phế cầu vẫn là tác nhân chiếm đa số. Và kế tiếp là Haemophilus. Một số các trường hợp thì sẽ thấy có vi khuẩn không điển hình và có virus. Vì sao cái dịch tễ học và vi sinh lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vậy? Thì các anh chị biết rằng là vấn đề sử dụng kháng sinh nó sẽ liên quan tới cái vấn đề dịch tễ học vi sinh của tại cái cộng đồng đó. Mặt khác, một cái vấn đề khác nữa là vấn đề chích ngừa. Thì ở tại Mỹ vào năm 2000, sau khi người ta tổng kết là sau khoảng 10 năm người ta thực hiện đồng bộ cái chích ngừa phế cầu ở trẻ em, thì cái tỷ lệ mà viêm phổi do phế cầu ở trẻ em giảm đi rất là nhiều. Và ở trẻ em thì nổi trội lên vấn đề viêm phổi do vi khuẩn không điển hình. Như vậy thì dịch tễ học và vi sinh, đây là cái thống kê chúng tôi lấy từ cái tài liệu Murray-Nadel năm 2016. Thì đối với phế cầu thì có thể từ 20 cho tới 60%. Một số những cái tác nhân khác như là Haemophilus thì có thể từ 3 đến 10%. Đối với tác nhân không điển hình thì tùy theo từng vùng, tỷ lệ có thể dao động từ 4 đến 6%. Và đặc biệt là trong những trường hợp mà viêm phổi từ mức độ trung bình cho tới nặng thì người ta nhận thấy có thể phối hợp nhiều tác nhân, trong đó vẫn có phế cầu cộng thêm với những tác nhân khác, ví dụ như vi khuẩn không điển hình hoặc là siêu vi. Và tùy theo cái lứa tuổi của bệnh nhân thì chúng ta sẽ có những cái mô hình về những cái tác nhân gây bệnh khác nhau. Thì đối với trẻ dưới 2 tuổi vẫn là phế cầu. Trẻ lớn hơn thì người ta nhận thấy do cái tình hình chích ngừa rất là tốt thì cái tỷ lệ viêm phổi do vi khuẩn không điển hình có thể nhiều hơn. Riêng đối với cái khu vực ở người lớn hoặc là những người lớn tuổi, nếu mà những cơ địa này không có cái tình trạng gọi là viêm phổi mà liên quan tới bệnh viện thì cái tác nhân gây bệnh thường gặp vẫn là phế cầu. Đây là một cái nghiên cứu được thực hiện trên khoảng 300 bệnh nhân ở tại ba cái trung tâm lớn ở miền Nam do tiến sĩ Phạm Hùng Vân chủ trì, với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Thì chúng ta biết rằng là những cái mẫu cấy đàm mà tìm thấy phế cầu thì rất là khó. Do đó là tiến sĩ Phạm Hùng Vân đã thực hiện cái nghiên cứu real-time PCR. Thì đây là người ta lấy những cái dịch tiết của bệnh nhân và người ta dùng một cái phương pháp phong phú hóa hơn cái ADN của những cái tác nhân gây bệnh. Thì cái tỷ lệ dương tính của nghiên cứu này nó đã tăng lên rất là nhiều. Đối với phế cầu là ở đây chúng ta thấy là 28 cho tới 30% trong trường hợp viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng. Và đặc biệt là những tác nhân khác, ví dụ như là vi khuẩn cam âm cũng có thể hiện trong những trường hợp này. Một vấn đề nữa là khi chúng ta gặp tác nhân gây bệnh là phế cầu thì chúng ta nên biết rằng là có những cái dạng phế cầu có những cái nguy cơ kháng thuốc. Thì ở những rất là nhiều tài liệu trong thời gian gần đây các anh chị cũng biết rồi, là những bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân sử dụng kháng sinh trong vòng 3 đến 6 tháng trước, đặc biệt là nhóm fluoroquinolone, thì cái nguy cơ mà đề kháng kháng sinh rất là nhanh. Những bệnh nhân nghiện rượu, những bệnh nhân có những cái bệnh đồng phối hợp, những bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch, hoặc là những bệnh nhân thường xuyên tới lui trong bệnh viện. Thì đối với những cái loại phế cầu kháng thuốc này thì việc lựa chọn kháng sinh có khó khăn như là những cái loại vi khuẩn gram âm kháng thuốc mà chúng ta thường thấy trong những trường hợp viêm phổi trong bệnh viện hay không. Thì những cái tài liệu gần đây người ta chứng minh được rằng là việc đối phó với những cái loại phế cầu này thì chỉ cần đối với cái nhóm beta-lactam, chúng ta chỉ cần nâng cái mức điều trị, cái liều lượng của cái nhóm này lên thì đã có thể chống lại những cái loại vi khuẩn này. Ngược lại, trong trường hợp những cái nhóm như là macrolide thì nếu mà chúng ta nâng liều lên thì cũng vẫn không thể nào mà điều trị được đối với vi khuẩn kháng thuốc. Bởi vì cái con phế cầu thì nó tác động lên trên cái protein binding penicillin. Và khi mà chúng ta nâng liều lên thì cái khả năng mà kết hợp với những cái penicillin binding protein nó sẽ nâng lên hơn. Riêng đối với trường hợp macrolide thì khi chúng ta điều trị, chúng ta nâng liều lên thì cái cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn lại là bơm cái macrolide ra khỏi màng tế bào. Chính vì thế nên việc điều trị phế cầu kháng thuốc cho tới hiện nay, tất cả những cái tài liệu nghiên cứu người ta đều nói rằng là chúng ta có thể nâng cái liều phế cầu lên, liều của beta-lactam lên. Một cái nghiên cứu của ATS đã đưa ra vào năm 2007 thì người ta khuyến cáo là ở những vùng mà có tỷ lệ phế cầu đề kháng trên 20% thì chúng ta không nên sử dụng macrolide như là một nhóm đầu tay để điều trị viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng. Và đây là những cái tài liệu hướng dẫn đã được tổng kết lại của những cái hiệp hội lớn trên thế giới, thì các anh chị thấy là ATS, BTS hoặc là IDSA. Thì đối với lại phế cầu mà nhạy cảm với lại penicillin thì cái liều người ta hướng dẫn vẫn là nhóm ampi hoặc là amoxicillin với liều từ 1,5 cho tới 2 gram. Nhưng trong trường hợp đối với cái nhóm phế cầu kháng thuốc thì cái liều khuyến cáo đối với nhóm này chỉ cần nâng lên khoảng từ 3 cho tới 6 gram. Và trong những trường hợp mà phế cầu kháng thuốc mà có nguy cơ xâm lấn, tức là có thể gây ra nhiễm trùng huyết hoặc là viêm màng não, thì chúng ta phải điều trị phối hợp kháng sinh. Và cái nhóm kháng sinh phối hợp thì tùy theo từng trường hợp, chúng ta có thể phối hợp với lại nhóm fluoroquinolone. Thì đây là một cái phác đồ của chúng tôi chụp được từ cái UpToDate 2018. Phác đồ hướng dẫn trong trường hợp viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng mà điều trị cho bệnh nhân ngoại trú. Thì trong trường hợp này thì người ta khuyến cáo rằng là ở những nơi mà có cái tỷ lệ đề kháng với lại penicillin với macrolide dưới 20% thì chúng ta có thể sử dụng macrolide hoặc doxycycline như là một kháng sinh đầu tay để điều trị phế cầu. Tuy nhiên ở những vùng mà có mức độ đề kháng trên 20% thì cái phác đồ điều trị đầu tiên lại là cái nhóm beta-lactam phối hợp với macrolide hoặc là sử dụng fluoroquinolone. Và chúng tôi cũng muốn giới thiệu một cái nghiên cứu được thực hiện tại Hà Lan rất là lớn vào năm 2015. Trên 3.000 bệnh nhân được chia ra làm 3 nhóm. Thì nhóm thứ nhất là sử dụng beta-lactam. Nhóm thứ hai là sử dụng beta-lactam phối hợp với lại macrolide. Và nhóm cuối cùng là sử dụng fluoroquinolone. Thì đối với những bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng từ mức độ nhẹ tới trung bình, thì người ta nhận thấy với 3 cái kiểu điều trị như vậy, cái tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ tử vong sau 30 ngày của bệnh nhân không có khác biệt về phương diện thống kê. Và từ cái nghiên cứu này thì các nhà lâm sàng đã đưa ra một cái đề nghị là trong trường hợp viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng từ mức độ trung bình cho tới nhẹ, thì chúng ta nên sử dụng cái nhóm kháng sinh đầu tay là nhóm beta-lactam. Và đặc biệt là với những trường hợp viêm phổi mà ngoại trú thì chúng ta chỉ phối hợp với nhóm macrolide hoặc là đổi qua cái nhóm fluoroquinolone khi chúng ta thất bại, tức là cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân không cải thiện sau khoảng từ 2 cho tới 3 ngày. Vì sao họ lại đưa ra cái khuyến cáo này? Bởi vì trong những trường hợp viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng mức độ từ nhẹ đến trung bình thì tác nhân gây bệnh vẫn thường gặp như chúng tôi đã trình bày. Thì trong trường hợp mà không đáp ứng với điều trị thì có thể bệnh nhân đã có thêm một cái nhóm vi khuẩn nữa là không điển hình. Tuy nhiên tại sao ngay từ đầu người ta không phối hợp với lại nhóm macrolide hoặc là sử dụng liền cái fluoroquinolone thì cũng có lý do của người ta. Bởi vì người ta nói rằng là những trường hợp mà viêm phổi, đối với viêm phổi mà vi khuẩn không điển hình đó, thì cái biểu hiện lâm sàng của nó rất là nhẹ, ta còn gọi là walking pneumonia. Tức là ở những người trẻ khỏe mạnh thì có thể vượt qua cái tình trạng nhiễm trùng này, đôi khi là không cần phải điều trị kháng sinh gì. Hoặc nếu chúng ta có trì hoãn sau 2 đến 3 ngày thì cái vấn đề nặng lên của bệnh nó cũng không có đến mức trầm trọng. Do đó chính vì thế nên người ta khuyến cáo như vậy. Và lý do tại sao người ta khuyến cáo là đối với phế cầu kháng thuốc thì chúng ta nên sử dụng cái nhóm beta-lactam với cái liều nâng cao lên hơn, hoặc là beta-lactam phối hợp với amoxicillin phối hợp với acid clavulanic. Thì các anh chị biết rằng là cái nhóm beta-lactam là một cái nhóm kháng sinh phụ thuộc vào thời gian. Tức là khi mà chúng ta điều trị cái nồng độ ở cái nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn với cái thời gian liều của nó trên 40% thời gian liều. Ví dụ như nếu chúng ta một cái thuốc kháng sinh mà chúng ta sử dụng là 8 giờ một lần, thì nếu chẳng hạn như là cái thời gian mà MIC trên cái thời gian liều đó là 40%, có nghĩa là khoảng từ 3 cho đến 4 tiếng mà chúng ta đạt được cái MIC trên 40% là chúng ta đã đủ diệt cái con vi khuẩn kháng thuốc như vậy. Thì trên cái hình này các anh chị thấy rằng là chúng ta có 3 cái đường biểu diễn. Một cái đường thứ nhất là cái đường biểu diễn nếu chúng ta sử dụng amoxicillin với liều 1 gram 2 lần một ngày, thì đối với con phế cầu có MIC là 4 thì chúng ta đạt được cái mục tiêu điều trị, tức là T trên MIC lớn hơn 40%. Nhưng trong trường hợp với phế cầu có MIC là 8 mg trên lít, thì với cái liều amoxicillin là 875 mg 2 lần một ngày, chúng ta không đạt được cái hiệu quả điều trị. Do đó người ta sẽ nâng liều lên. Và nếu chúng ta nâng liều ở cái liều là 2000 mg 2 lần một ngày với cái dạng phóng thích tức thời thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả MIC trên 8. Và thêm một cái dạng thuốc nữa là nếu mà chúng ta phóng thích, tức là cái dạng mà trong cái dạng phóng thích này nó có một cái phần là nó phóng thích chậm, thì nó sẽ kéo dài được cái thời gian điều trị nhiều hơn. Nếu mà con vi khuẩn càng kháng thuốc mà cái thời gian trên T trên MIC càng kéo dài thì cái khả năng diệt khuẩn của nó sẽ càng tốt hơn. Tương tự như vậy, đối với lại những cái nhóm vi khuẩn khác, ví dụ như Haemophilus influenzae, trước đây chúng ta sử dụng cái liều là đối với cefuroxime là 500 mg hoặc là 750 mg với cái liều chích là 3 lần một ngày. Thì trong trường hợp mà Haemophilus influenzae mà với cái MIC là 0,06 thì với cái hiệu quả, với cái MIC thấp như vậy thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái liều 750. Nhưng trong trường hợp cái con vi khuẩn mà có cái MIC cao hơn thì chúng ta phải nâng liều lên. Và khi nâng liều như vậy thì chúng ta vẫn đạt được cái hiệu quả diệt khuẩn mà không cần phải sử dụng một cái nhóm kháng sinh cao cấp hơn. Và trong những cái nhóm kháng sinh mà có thể sử dụng để nâng liều lên thì không phải là nhóm nào cũng giống nhau. Đối với nhóm beta-lactam thì có một số các kháng sinh khi chúng ta nâng liều lên cái hiệu quả nó không có cao. Ví dụ như là cái ticaxilin hoặc là cefazolin hoặc là cefaclor. Ngược lại, một số những cái kháng sinh ví dụ như là amoxicillin hoặc là cefuroxime, khi chúng ta nâng liều lên thì sẽ đạt được cái hiệu quả điều trị như vậy. Các chị cũng thể đặt câu hỏi là tại sao khởi đầu chúng ta không sử dụng nhóm fluoroquinolone để điều trị đối với phế cầu kháng thuốc. Thì một số những cái tài liệu người ta cho thấy rằng là khi chúng ta sử dụng cái fluoroquinolone trong vòng 3 tháng trước thì cái khả năng mà kháng với cái nhóm này rất là cao. Một cái nghiên cứu ở tại Canada cho thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng fluoroquinolone trong vòng 3 tháng trước thì cái tỷ lệ đề kháng với cái odds ratio có thể lên tới 12, có nghĩa là bệnh nhân có thể 12 lần cao hơn so với người bình thường không sử dụng cái nhóm này trước đây. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta liên đới tới cái tình hình ở Việt Nam thì các anh chị biết rằng là Việt Nam vẫn là một trong những cái vùng màu đỏ, tức là cái vấn đề dịch tễ lao của chúng ta còn rất là cao. Thì các cái tác giả ở những cái nước đang phát triển như chúng ta, ví dụ như ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ thì người ta nhận thấy là viêm phổi lao có thể chiếm tỷ lệ từ 7 cho tới 10% những bệnh nhân nhập viện. Ở nước chúng ta thì chưa nghiên cứu về cái vấn đề này, không biết là giáo sư Hồi có cái tỷ lệ mà bệnh nhân viêm phổi lao như thế nào. Nhưng đối với chúng tôi, thỉnh thoảng bệnh nhân nhập viện chúng tôi vẫn bị mắc kẹt cái trường hợp này, tức là những bệnh nhân có lao phổi chồng thêm với vấn đề viêm phổi. Thì những cái tác giả tại Ấn Độ người ta khuyến cáo là chúng ta không nên sử dụng fluoroquinolone như là một kháng sinh đầu tay để điều trị viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng, vì chúng ta có thể làm mất một cái cơ hội điều trị trên những bệnh nhân bị lao kháng thuốc. Và thêm một cái vấn đề nữa, khi chúng ta sử dụng kháng sinh thì mặc dù là một cái nhóm thuốc chúng ta sử dụng trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà những cái bệnh nhân chúng ta thường gặp là những người có rất là nhiều những cái bệnh động phối hợp, thì chúng ta phải lưu ý những cái tác dụng phụ của nó. Thì hiện nay trong cái vấn đề mà trong hầu hết tất cả các tài liệu mà các chị đọc về vấn đề viêm phổi thì người ta luôn luôn có một cái hàng, một cái đoạn người ta cảnh báo về vấn đề sử dụng kháng sinh với những cái loại tác dụng phụ. Thì có hai loại tác dụng phụ, một là tác dụng phụ có thể thay đổi được, thì các anh chị biết là tiêu chảy là một tác dụng phụ có thể thay đổi được. Nhưng cái tác dụng phụ không thay đổi được thì chúng ta phải lưu ý, một số những cái nhóm kháng sinh nó có tác dụng phụ không thay đổi được. Thì đối với nhóm quinolone và macrolide thì ở những người mà lớn tuổi thì cho lưu ý hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái có thể làm kéo dài QT. Đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà có những cái bệnh phổi tiềm ẩn trước đó, nếu chúng ta sử dụng với những cái loại thuốc giãn phế quản như nhóm albuterol thì có thể kéo dài cái QT. Thì khi chúng ta sử dụng những cái nhóm này trên những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch thì người ta đã báo cáo những cái trường hợp mà có thể gây ra tử vong trên bệnh nhân. Và ngoài ra thì còn có những cái tác dụng phụ khác. Bản thân chúng tôi cũng sử dụng rất là nhiều fluoroquinolone cho điều trị viêm phổi của bệnh nhân, thì chúng tôi gặp một số những trường hợp sau khoảng từ 4 đến 5 ngày bệnh nhân điều trị thì có thể than một cái tình trạng là có thể bị đau ở các bắp cơ. Và người ta cũng đã công bố có những trường hợp là bệnh nhân đứt viêm gân cơ và đứt cái gân có. Thì đây là một trong những cái tác dụng phụ mà chúng ta phải lưu ý khi chúng ta sử dụng kháng sinh. Như vậy thì cuối cùng, tóm lại thì với những cái hướng dẫn hiện nay ở Việt Nam, trên thế giới, thì cái khởi đầu trong cái phác đồ điều trị viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng ở tại Việt Nam, người ta vẫn nhấn mạnh chúng ta nên sử dụng đầu tay là amoxicillin. Tiếp theo là có thể phối hợp amoxicillin. Nếu trong trường hợp mà kháng thuốc thì chúng ta phải nâng cái liều cao hơn. Và trong trường hợp thất bại trong cái điều trị từ 2 đến 3 ngày, chúng ta có thể phối hợp với lại macrolide. Và đối với fluoroquinolone thì là một cái kháng sinh chúng ta để dành trong những cái trường hợp lựa chọn, trong những trường hợp điều trị viêm phổi khó hơn. Thì gần đây trong một cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế năm 2018, trong cái điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do nhiễm trùng, thì người ta đã chia ra 3 trường hợp. Thì đối với lại những cái trường hợp mà bệnh nhân đợt cấp mà ở mức độ nhẹ tức là những bệnh nhân mà không, tức chúng ta có 3 cái tiêu chuẩn antigen thì bệnh nhân chỉ có một trong 3 tiêu chuẩn đó thì là ở mức độ nhẹ và không có tình trạng suy hô hấp thì chúng ta không nên sử dụng kháng sinh. Trong trường hợp đợt cấp ở mức độ từ trung bình cho tới nặng thì chúng ta chia làm 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ở những bệnh nhân có khả năng là sẽ có biến chứng, không có biến chứng, tức là bệnh nhân không có khả năng có biến chứng, ít có khả năng có biến chứng, tức là FEV1 của bệnh nhân trên 50% ở những bệnh nhân dưới 65 tuổi, những bệnh nhân không có bệnh tim mạch đồng thời, hoặc là những bệnh nhân không thường xuyên sử dụng kháng sinh, đặc biệt là trong vòng 3 tháng trước. Thì đối với lại cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế, người ta khuyến cáo kháng sinh đầu tay sử dụng sẽ là nhóm amoxicillin phối hợp với acid clavulanic. Trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ, có biến chứng, tức là FEV1 dưới 50%, bệnh nhân trên 65 tuổi, hoặc là những bệnh nhân có nguy cơ những cái bệnh đồng mắt, đặc biệt là bệnh tim mạch, thì phác đồ điều trị trong những trường hợp này sẽ là phối hợp nhóm amoxicillin clavulanate với lại fluoroquinolone. Thì đây là cái phác đồ mới nhất của Bộ Y tế vào năm 2018. Và để đúc kết cái phần trình bày của chúng tôi thì chúng tôi đưa trở lại cái khuyến cáo của UpToDate mà chúng tôi mới search được trong tháng 3 vừa qua. Là khuyến cáo thứ nhất là trong trường hợp bệnh nhân viêm phổi do phế cầu mà còn nhạy với penicillin thì chúng ta nên sử dụng cái nhóm beta-lactam ở liều bình thường. Chúng ta sẽ sử dụng cái dạng truyền tĩnh mạch khi bệnh nhân nhập viện, tụt huyết áp, nôn ói hoặc là có những cái bằng chứng của biến chứng. Trong trường hợp bệnh nhân bị viêm phổi do phế cầu, nhạy cảm trung gian hoặc là kháng, đề kháng với penicillin thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm beta-lactam, cụ thể là amoxicillin hoặc là amoxicillin phối hợp với acid clavulanic với cái liều cao hơn từ 1 cho tới 2 gram mỗi 8 giờ hoặc là cefuroxime 0,5 gram mỗi 8 cho tới 12 giờ hoặc là một cái cephalosporin thế hệ thứ 3. Trong trường hợp bệnh nhân khi nào thì chúng ta sẽ điều trị kháng sinh phối hợp beta-lactam với macrolide hoặc là sử dụng fluoroquinolone. Trong trường hợp bệnh nhân viêm phổi nghi ngờ có nhiễm trùng huyết hoặc là những bệnh nhân phải nhập viện tại khoa săn sóc tích cực thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng liều cao cái nhóm beta-lactam phối hợp với lại fluoroquinolone. Và cái thời gian điều trị trung bình cho những cái trường hợp viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng thì hiện tại người ta rút rất là ngắn, thường là từ 5 cho tới 7 ngày. Và trên thực tế chúng tôi đã thực hành cái điều này thì chúng tôi thấy rất là hiệu quả. Các anh chị không cần thiết phải điều trị cái thời gian kéo dài hơn. Và chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ ngưng kháng sinh khi bệnh nhân hết sốt trong vòng 48 đến 72 giờ. Với những bệnh nhân có cái sinh hiệu rất là bình thường. Còn trong những trường hợp mà bệnh nhân phải nhập viện có nghi ngờ nhiễm trùng huyết hoặc là nằm tại những cái khoa săn sóc tích cực thì cái thời gian điều trị tối thiểu phải từ 10 cho tới 14 ngày. Thì cái phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị.